Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 1001 thủ thuật trên smartphone. Theo mình thì mua iPhone phải mua máy cũ, chứ mua máy mới thì nó rất là mắc. Cho nên nếu như bạn nào có cùng suy nghĩ với mình thì hôm nay chúng ta sẽ ngồi đây và chia sẻ lại với nhau cách để bạn kiểm tra một chiếc iPhone cũ, iPhone Light New toàn diện nhất, và các bạn có thể mang về một chiếc iPhone cũ chất lượng như ý các bạn nha. Vào video thôi. Bước 1 là chúng ta phải kiểm tra ngoại hình nè, tức là tất cả những cái gì ở bên ngoài thì các bạn kiểm tra hết nha. Bao gồm có cái phần vỏ phía sau lưng nè, xem coi nó có trầy xước giống như là người ta đã cam đoan với mình không. Hoặc là những chiếc điện thoại Light New thì nó sẽ trầy rất là ít ha. Xem có bị mớp hay không. Các bạn lấy tay các bạn rờ lên đây nè, xem cái phần này nó có bị trên, nó bị cọc cạch, nó có bị không có được nhẵn á. Và tiếp theo thì các bạn hãy qua bên đây và các bạn kiểm hết tất cả những cái phím cứng nè. Phím cứng của chiếc điện thoại này là bao gồm những cái phím tắt nguồn lên xuống nè, phím âm lượng nè. Đó, và các bạn dòng xuống dưới đây, các bạn xem phần lo của nó nha. Xem lo của nó có bị rách hay không, những cái lỗ này nó có đều với nhau hay không. Và đặc biệt nha, các bạn lưu ý là các bạn xem cái đinh ốc ở đây nó có cùng màu với nhau hay không. Mình đã từng thấy một chiếc điện thoại mà có hai con ốc không cùng màu rồi đó bạn. Những chiếc điện thoại đó chắc chắn là bị thay rồi. Xong cái phần ngoại hình rồi thì bước thứ hai sẽ là kiểm tra màn hình ha. Và đây là một cái màn hình điện thoại còn nguyên nè các bạn. Chiếc màn hình mà nó vẫn còn ổn là như thế này. Đó, và mình sẽ cho các bạn xem một chiếc màn hình mà nó bị sọc rồi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây là một cái màn hình đã bị sọc rồi nè. Vẫn ở cái phần màn hình thì chúng ta sẽ kiểm tra độ sáng của nó, xem coi độ sáng của nó có ổn hay không ha. Đó, chúng ta sẽ đưa lên đưa xuống độ sáng như thế này. Ở cái phần màn hình luôn, thì nếu như mà nó có sẵn cái phím home ảo ở đây thì các bạn dùng phím home ảo. Còn nếu không có phím home ảo thì các bạn bấm đại một cái ứng dụng như thế này. Đó, sau đó các bạn hãy lia cái ứng dụng này hết những cái phần màn hình nha. Xem nó có cái điểm chết ở trên màn hình không. Nếu như mà nó có điểm chết thì nó sẽ bị giật lại. Và rồi bước thứ ba là sẽ đến cái phần âm thanh. Để kiểm tra được cái phần âm thanh thì mình sẽ chia ra là lo ngoài và lo trong. Nếu như mà lo trong thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình một chiếc sim. Sau đó các bạn gọi cho tổng đài hoặc là các bạn gọi cho số bạn bè thân thiết á, để các bạn nghe được lo trong nó có ổn hay không, nó có trong hay không hay là nó bị ồn. Hoặc là lo ngoài á, thì các bạn sẽ vào YouTube nè. Các bạn vào YouTube hoặc bất kỳ một cái ứng dụng nào cũng được nha. Đó, loa như thế này là bình thường nha các bạn, âm thanh như thế này là thuộc diện tốt rồi đó. Tiếp theo thì các bạn hãy kiểm tra xem cái phần ghi âm của nó có tốt hay không. Nè, các bạn sẽ kiểm tra ghi âm của nó nha. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Bệnh viện Điện thoại 24 giờ nha. Đó, các bạn phát ra. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Bệnh viện Điện thoại 24 giờ nha. Các bạn thấy âm thanh nó bình thường như vậy là ổn ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tới những cái jack cắm tai nghe nè. Ví dụ như là jack cắm tai nghe ở phía dưới xem là nó có bình thường hay không. Hoặc là nếu mà đối với những chiếc điện thoại mà iPhone 6, iPhone 7 á, thì nó sẽ có jack cắm tai nghe riêng ha. Còn với iPhone 8 Plus trở lên thì chúng ta sẽ chỉ có một cổng sạc thôi. Và các bạn hãy kiểm tra xem cái cổng sạc này nó còn tốt hay không nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra tới cái phần email ở bên đây. Phần email ở bên đây thì các bạn có thể dùng que chọc sim á. Các bạn chọc cái sim này ra, rồi các bạn sẽ thấy một cái số Siri nhỏ ở trên đó. Sau đó thì các bạn vào phần cài đặt nè. Các bạn vào thông tin này, các bạn bấm vào cái máy của các bạn. Và ở đây sẽ có số email, cái phiên bản chiếc điện thoại của các bạn và phiên bản phần mềm, số Siri này nọ. Và các bạn có thể tìm cái này so với cái số trong khe sim. Nếu mà trùng thì chắc chắn đây là chiếc máy còn zin nha. Tiếp theo thì các bạn hãy xem cái phần camera nè. Chúng ta mở cái phần camera lên. Đó, và các bạn hãy xem coi camera của mình tất cả những cái tính năng luôn, là nó có còn hoạt động tốt hay không, nó có còn bị hộp, bị gì hay không nha. Bạn thử từ những cái tính năng như quay video nè, slow mo nè. Sau đó thì các bạn có thể ra ngoài và chúng ta sẽ xem cái phần camera ở phía sau. Với những chiếc điện thoại mà camera nổi như thế này nè, các bạn xem coi cái phần camera có bị nứt không. Đặc biệt là nếu như mà chiếc điện thoại của bạn là iPhone 12, iPhone 13 ha, thì nếu mà nó bị nứt thì nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng. Và đặc biệt là các bạn xem xong bên trong camera nó có bụi hay không. Và đối với những cái chiếc điện thoại đời cũ hoặc là những chiếc điện thoại mà có 3D touch, có vân tay á, thì bạn kiểm tra coi vân tay nó còn nguyên hay không nha. Còn với những cái như XS Max này nè, thì các bạn kiểm tra coi Face ID còn ổn không. Face ID rất là quan trọng nha các bạn. Khi mà hư thì chúng ta sẽ sửa tốn rất là nhiều tiền. Các bạn cầm Face ID lên và các bạn cài đặt nha. Các bạn cài đặt xem coi là nó có được hay không. Và nếu không được thì chắc chắn là chiếc điện thoại đó nó không ổn tí nào ha.
Và tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra xem cái độ cảm biến ánh sáng trên chiếc điện thoại này có còn tốt hay không. Và cảm biến ánh sáng thì chúng ta sẽ làm bằng cách là chúng ta kéo xuống, chúng ta ấn vào đây. Ở dưới đây nó sẽ có chế độ tối, night shift và true tone ha. Chúng ta hãy bật những một số cái tính năng này lên. Đó, và các bạn xem coi ở ngoài đây nó có cài đặt bình thường hay không ha. Khi mà các bạn bật cái chế độ true tone này lên thì cái màu sắc màn hình nó sẽ thay đổi tùy theo cái môi trường ở bên ngoài. Và các bạn thử đưa nó ra ngoài sáng xem nó có thay đổi hay không nha. Và tiếp đến thì các bạn sẽ kiểm tra xem sóng wifi 3G, 4G của nó, bluetooth của nó có còn hoạt động bình thường hay không. Và nếu mà muốn kiểm tra wifi vẫn còn tốt hay không á, thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào wifi và kiểm tra một hai cái ứng dụng, hoặc các bạn có thể so nó với một chiếc điện thoại khác. Còn về 3G hoặc 4G thì các bạn phải chuẩn bị một chiếc sim nhỏ để cài vô và thử kết nối bình thường nha. Còn bluetooth thì dễ rồi, các bạn chỉ cần có một chiếc điện thoại khác, sau đó các bạn bấm vào phần này, các bạn bật AirDrop lên. Và chỉ cần AirDrop được, bluetooth được thì chắc chắn là chiếc máy đó bluetooth ổn ha. Tiếp theo là các bạn phải kiểm tra xem là nó có bị dính iCloud hay không nha. Mở chiếc điện thoại của mình ra vào cái phần này, và nếu như mà với những chiếc điện thoại mà nó vẫn còn y nguyên á, chưa ai khởi động á, thì nó sẽ không có tên ở đây đâu các bạn. Nó sẽ chỉ là một cái bình thường thôi, và nó sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập. Thì các bạn cứ thử đăng nhập cái tài khoản iCloud sẵn có của các bạn, hoặc là các bạn cứ kêu người ta đăng nhập thử cái tài khoản iCloud nào đó. Nếu như mà đăng nhập bình thường thì chứng tỏ là điện thoại của các bạn không bị dính iCloud. Và nếu như mà các bạn sợ thì các bạn có thể chọn khôi phục lại cái cài đặt gốc ha. Các bạn có thể đăng xuất ra nè, và chúng ta sẽ vào phần cài đặt chung, và chúng ta chọn đặt lại máy. Và với những cái máy mà khi mới mua thì nó phải đặt lại được hoàn toàn. Nếu như mà cái máy nào mà không đặt lại được á, chứng tỏ là nó vướng iCloud ẩn, và các bạn không nên mua những chiếc máy như vậy nha. Và bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ kiểm tra chất lượng pin. Các bạn vào phần pin nè, các bạn xem tình trạng pin nè. Dung lượng tối đa của một chiếc điện thoại cũ lai new chất lượng á, thì nó sẽ dao động từ 97-98. Với những chiếc điện thoại mà dung lượng tối đa còn dưới 80 thì các bạn không nên mua nha, tại vì pin lúc đó là nó đã bị chai rồi. Cuối cùng đó chính là các bạn hãy xem lại la bàn, xem la bàn này nó có di chuyển đúng hướng hay không, nó còn hoạt động được hay không nha. Vậy với những chiếc điện thoại mà nó đã hư rồi á, thì những cái bước này nó sẽ hoạt động rất là tệ. Và cái bước quan trọng nhất đó chính là các bạn hãy khôi phục lại cái cài đặt gốc ban đầu ha. Các bạn hãy vào cái phần cài đặt nè, và cũng vào cái phần đặt lại máy luôn, và hãy nói cho người ta biết là có cho các bạn đặt lại tất cả những cái cài đặt gốc hay không. Và nếu như mà người ta không cho phép thì các bạn sẽ không mua chiếc điện thoại đó ha. Hoặc là nếu như mà các bạn cài đặt lại mà nó không cài đặt được, muốn ai lao ẩn hoặc bất kỳ điều gì thì các bạn không nên mua nha. Và vừa rồi là một cái clip khá dài về việc kiểm tra chiếc điện thoại cũ. Nói chung là mình thấy khi chúng ta bỏ một cái số tiền ra để mua một chiếc điện thoại thì chúng ta phải đảm bảo chất lượng đúng không? Và tất cả những chiếc điện thoại mà các bạn mua ở bệnh viện điện thoại 24 giờ thì nó sẽ được thông qua những cái bước kiểm định như vậy trước khi đến tay các bạn. Và các bạn cũng có thể kiểm tra tại chỗ luôn. Tất cả những chiếc iPhone đến tay các bạn đều là những chiếc điện thoại chất lượng nhất. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh Bệnh viện Điện thoại 24 giờ nha. Tụi mình sẽ quay trở lại với nhiều cái thủ thuật hữu ích hơn nữa. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Bye bye.